Phương Anh xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin tối của Hành Trình Tương Lai hôm nay ngày 7 tháng 4. Chúc quý vị đang theo dõi chương trình có một buổi tối ấm áp bên những người thân yêu. Và ngay sau đây là nội dung chính trong phần tin Việt Nam. Hóa đơn điện nóng theo thời tiết. Cận cảnh bơm tạp chất vào tôm để trục lợi. Đề xuất tăng giá trần, áp giá sàn vé máy bay, vô lý và vi phạm luật cạnh tranh. Việt Nam bùng phát dịch tay chân miệng, Bộ Y tế thông báo khẩn. Cận cảnh hố tử thần rộng 20m trước cửa 3 căn nhà ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Và sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, tại buổi tọa đàm do báo Thanh Niên tổ chức nhằm tư vấn các giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả, an toàn, hàng trăm câu hỏi với rất nhiều vấn đề liên quan đến điện đã được bạn đọc gửi đến đại diện Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tổng công ty Điện lực miền Nam EVN SPC và Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh EVN HCMC. Bạn đọc Dương Hoàng Quân ở Bình Thuận hỏi rằng, trời nóng, điện tăng, vậy hóa đơn tiền điện tăng dựa vào thời tiết hay là dựa vào mức sử dụng thực tế của khách hàng? Bạn đọc Phạm Hưng ở Bà Rịa, Vũng Tàu phân tích, năm ngoái, thời gian này là cách ly toàn xã hội, hóa đơn tiền điện tăng vọt. Năm nay không có chuyện cách ly vì viêm phổi Vũ Hán, tại sao công ty lại có cảnh báo này? Có phải sắp tới chúng tôi lại tiếp tục trả tiền điện hóa đơn tăng từ 50% đến 100% hay không? Trả lời những thắc mắc của người dân, ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng Giám đốc EVN SPC khẳng định, hóa đơn tiền điện hàng tháng được xác lập trên cơ sở điện tăng tiêu thụ của khách hàng. Nghiên cứu cho thấy, cứ ngoài trời tăng thêm 1 độ, thì sản lượng điện tiêu dùng tăng từ 2,5 đến 3%. Việc khuyến cáo sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả vào mùa nắng nóng hàng năm là đúc kết kinh nghiệm từ việc theo dõi, vận hành qua nhiều năm của ngành điện, với mục đích muốn khách hàng chủ động hơn trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Vào mùa nắng nóng, lượng điện tiêu thụ cao hơn mùa khác từ 30 đến 50%. Đặc biệt tăng cao là do phụ tải sinh hoạt, dịch vụ. Chẳng hạn, trong tháng 3, công suất tăng cực đại của EVN SPC trên phạm vi 21 tỉnh thành phía Nam trừ thành phố Hồ Chí Minh đạt tới 11.423 MW, so với tháng 2 tăng 12,2%, so với tháng 1 tăng hơn 11%. Sản lượng tiêu thụ tháng 3 đạt 7,6 tỷ kWh. Nếu so với tháng 2 tăng 17%, so với tháng 1 tăng 11,5%. Đặc biệt, không ít bạn đọc tỏ ra nghi ngờ việc cảnh báo tiêu thụ điện tăng có phải ngành điện dọn đường để tăng giá điện trong thời gian tới. Về việc này, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương khẳng định không có việc điều chỉnh giá điện vào thời điểm này và từ tháng 3 2019 đến nay, Bộ Công Thương vẫn điều hành giá điện theo quy định 648 đã công bố. Đêm ngày hôm qua, mùng 6 tháng 4, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế bắt quả tang một cơ sở đang có hành vi bơm tạp chất vào tôm tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. Thời điểm lực lượng chức năng ập vào kiểm tra, hai người tại cơ sở đang thực hiện hành vi bơm tạp chất vào tôm. Mọi thao tác diễn ra thuần thục, chứng tỏ những người làm đã quá quen với công việc này. Người bơm tạp chất vào tôm cho biết, có người hướng dẫn thì bọn em mới làm, do khách hàng yêu cầu họ muốn con tôm đó đẹp hơn, họ yêu cầu thì em mới làm. Khách hàng yêu cầu thì cơ sở đó mới làm. Tuy nhiên, theo Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, thực chất việc bơm tạp chất vào tôm là do cơ sở tự làm vì đến tay người mua không ai biết tôm đã được bơm tạp chất hay chưa. Theo ước tính của cơ quan chức năng, mỗi một con tôm sau khi bơm tạp chất tăng trọng lượng từ 10 đến 15% so với trọng lượng của chính con tôm đó. Vì thế, cứ 10kg tôm được bơm tạp chất bán ra thị trường cũng đồng nghĩa trong đó có 1 đến 1,5 cân tạp chất. Ông Nguyễn Bình Minh, đội trưởng đội hành chính tổ chức, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết, theo lời khai, tôm sẽ được đưa vào các nhà hàng trên địa bàn Hà Nội, đồng thời đưa sang các tỉnh lân cận để tiêu thụ. Với giá bán trên thị trường hiện nay, 1kg tôm loại to có giá dao động từ 500.000 đến 600.000 đồng trên 1kg. Vì thế, nếu tiêu thụ chót lọt khoảng 1 tạ tôm đã bơm tạp chất, chủ hàng có thể gia tăng đáng kể khoản tiền lãi cho mình. Nhưng đổi lại, người tiêu dùng lại phải ăn tôm bẩn. Vì đây không chỉ là hành vi gian lận thương mại, mà điều khiến cơ quan chức năng lo ngại hơn là việc bơm tạp chất vào tôm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo tài liệu trinh sát, cơ sở sơ chế này đã hoạt động chui tại đây nhiều tháng nay. Trung bình mỗi tháng cung cấp cả tấn tôm bơm tạp chất ra thị trường. Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nhà hàng nào, cơ sở nào ở Hà Nội đã tiêu thụ tôm bơm tạp chất từ cơ sở này. Trong cuộc họp với Cục Hàng không Việt Nam mới đây, Vietnam Airlines đã đề xuất giá trần tăng 50.000 đến 250.000 đồng một khách, giá sàn từ 414.000 đồng một chặng đến 1,4 triệu đồng một chặng.
Theo đó, giá sàn được áp dụng theo hai cách tính. Cách 1, đề xuất áp bằng chi phí biến đổi của hàng không giá rẻ căn cứ theo chi phí của Pacific Airlines thuộc Vietnam Airlines Group giai đoạn 2019, và cách 2 là giá sàn bằng 35% giá trần. Bên cạnh đó, Vietnam Airlines tiếp tục đề nghị cần xây dựng quy chế để đảm bảo hãng được cấp hơn 50% lượng slot bay là khung giờ cất cánh và thương quyền được phân bổ. Hãng cũng muốn được ưu tiên là hãng hàng không đầu tiên khai thác trở lại các điểm đến quốc tế để thể hiện hình ảnh quốc gia, đồng thời xin được thực hiện nghiệp vụ sale và leaseback, bán và thuê lại với 50% số lượng máy bay trong đội tàu bay. Thời gian qua, sự cạnh tranh sôi động của 6 hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Pacific Airlines, Viettravel Airlines và Vasco đã giúp người dân có cơ hội mua được vé máy bay giá rẻ, phù hợp với thu nhập của đa số khách hàng. Trước đề xuất trên của Vietnam Airlines, nhiều chuyên gia cho rằng nếu áp dụng giá sàn chung cho vé máy bay như Vietnam Airlines đã đề xuất, hành khách sẽ mất đi cơ hội có vé giá rẻ và vi phạm luật cạnh tranh. Theo chuyên gia kinh tế Bùi Trinh, thị trường đang cạnh tranh, có nhiều sự lựa chọn cho nhiều đối tượng người dân, tự nhiên lại áp giá sàn để cắt dòng cạnh tranh, cắt cơ hội đi máy bay giá rẻ của người tiêu dùng là quá vô lý. Đặc biệt, trong bối cảnh du lịch đang trông chờ phục hồi sau đại dịch, giá vé máy bay tăng sẽ kéo theo giá tour tăng, chi phí du lịch tăng, đi ngược với chủ trương kích cầu du lịch sau dịch. Trong công văn, Bộ Y tế vừa gửi các Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố nhằm tăng cường công tác chống dịch tay chân miệng tại một số địa phương. Bộ Y tế cho biết, tính từ đầu năm đến nay, Việt Nam ghi nhận 4 người không qua khỏi do mắc chân tay miệng. Cụ thể, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 17.451 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Trong đó, 4 trường hợp không qua khỏi tại Kiên Giang gồm có 2 ca, An Giang 1 ca và Long An 1 ca. So với cùng kỳ năm 2020, số ca mắc tay chân miệng tăng 4 lần, chủ yếu ở khu vực miền Nam và một số tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp và An Giang. Được biết, tay chân miệng tại Việt Nam là dịch quanh năm, lây truyền qua đường tiêu hóa và đã ghi nhận ở hầu hết 63 tỉnh thành. Thời gian bùng phát dịch mạnh chủ yếu vào tháng 4, tháng 5 và tháng 9, 10 hàng năm. Trẻ dễ bị mắc bệnh do vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường không đảm bảo. Trước tình hình dịch tay chân miệng đang gia tăng phức tạp tại nhiều địa phương, Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe tới người dân về các biện pháp phòng bệnh, thực hiện tốt vệ sinh môi trường, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, ăn sạch, ở sạch và giữ vệ sinh đồ chơi cho trẻ, đảm bảo ăn uống hợp vệ sinh. Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở giáo dục phải có đủ vật dụng rửa tay và xà phòng. Chúng phải được đặt ở vị trí thuận tiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người chăm sóc trẻ và trẻ em rửa tay bằng xà phòng thường xuyên. Vào khoảng 16 giờ ngày hôm qua, ngày 6 tháng 4, trong lúc một hộ dân ven tỉnh lộ 419, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đang khoan giếng trước cửa nhà thì bất ngờ xảy ra tiếng động lớn. Lúc này, họ phát hiện hố tử thần rộng hàng chục mét trước cửa ba căn nhà liền kề. Theo một người dân chứng kiến cho biết, hố tử thần nuốt trọn dàn máy khoan, một cây lộc vừng cao khoảng 4 mét. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng phong tỏa đoạn đường dài hơn 100 mét qua khu vực trên, đồng thời huy động xe tải chở đá đổ xuống hố. Lãnh đạo xã Quảng Bị cho biết, chính quyền địa phương đã tạm thời sơ tán 20 hộ dân xung quanh. Đồng thời, lực lượng chức năng điều tiết giao thông cho các phương tiện đi tắt qua đoạn đường phong tỏa khu vực xuất hiện hố tử thần trên. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và tìm hướng xử lý. Tiếp theo là tin thế giới. Trước tiên là điểm tin chính. Nga cảnh báo nội chiến Myanmar, phương Tây tính siết trừng phạt. Cảnh sát Nga bắt người ủng hộ ông Navalny. Tổng thống Đài Loan công khai tài sản tiết kiệm cá nhân. Và sau đây là nội dung chi tiết. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 6 tháng 4 cho biết, Liên minh châu Âu-EU chuẩn bị áp lệnh trừng phạt nhằm vào các lợi ích kinh tế của quân đội Myanmar. Ông nói, chúng tôi sắp áp thêm các lệnh trừng phạt kinh tế ở cấp độ toàn khối 27 quốc gia EU nhằm vào các doanh nghiệp có liên hệ với quân đội Myanmar để các lệnh trừng phạt này có thể thực thi nhanh chóng. Tuy nhiên, Nga cho rằng các lệnh trừng phạt nhằm vào quân đội Myanmar là vô ích và nguy hiểm. Hãng tin Interfax dẫn lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bình luận, giải quyết bằng việc gây sức ép gồm áp lệnh trừng phạt với chính quyền quân sự Myanmar là không hiệu quả và cực kỳ nguy hiểm. Những chính sách đó sẽ đẩy Myanmar đến một cuộc nội chiến toàn diện. Tháng trước, EU đã áp lệnh trừng phạt hàng loạt tướng lĩnh Myanmar bị cáo buộc liên quan đến cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2. Mỹ cũng áp hàng loạt lệnh trừng phạt với các tướng và doanh nghiệp quân đội Myanmar. Các lệnh trừng phạt này nhằm gây sức ép với chính quyền quân sự Myanmar, trả tự do cho các quan chức dân sự, khôi phục nền dân chủ.
Theo hãng tin Reuters, cảnh sát Nga ngày 6 tháng 4 đã bắt giữ 9 người bên ngoài nhà tù giam giữ ông Alexei Navalny. Vụ việc này xảy ra sau khi một nhóm nhỏ những người ủng hộ ông Navalny tập hợp phản đối việc chính quyền không cho phép bác sĩ được chọn khám cho chính trị gia đối lập với ông Putin. Ông Navalny, 45 tuổi, đối thủ nổi bật của Tổng thống Vladimir Putin, đã tuyên bố tuyệt thực vào tuần trước để phản đối việc chính quyền nhà tù từ chối điều trị thích hợp cho ông vì chứng đau lưng và đau chân cấp tính. Một số người ủng hộ đã cho biết họ sẽ biểu tình phản đối nhà tù ở thị trấn Pokrov trừ khi ông Navalny gặp bác sĩ do mình lựa chọn và được cấp thuốc thích hợp. Trong khi đó, nhà tù tuyên bố sức khỏe của ông Navalny vẫn ổn và đã được chăm sóc y tế cần thiết. Bà Anastasia Vasilyeva, một đồng minh của ông Navalny, cho biết bà không biểu tình phía ngoài nhà tù. Thay vào đó, bà đã có cuộc hẹn với một quan chức cấp cao của nhà tù và muốn được vào để gặp và kiểm tra sức khỏe cho ông Navalny. Tuy nhiên, bà đã bị từ chối. Trong số những người bị cảnh sát Nga bắt giữ có cả bà Anastasia. Phía cảnh sát cho biết những người này bị tạm giữ vì tội gây rối trật tự công cộng. Tờ Taipei Times mới đây cho hay, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã nộp bản kê khai tài sản của mình vào ngày 1 tháng 11 năm ngoái, gần một năm sau lần nộp đơn trước đó vào ngày 15 tháng 11 năm 2019. Báo cáo cho thấy khoản tiết kiệm được kê khai của bà Thái đã tăng từ 48,77 triệu đài tệ lên 52,85 triệu đài tệ trong kỳ, tương đương 43 tỷ đồng Việt Nam. Bà còn 4 lô đất khác được ủy thác ở Đài Bắc hoặc thành phố Tân Đài Bắc, tổng cộng là 301m2, cũng như 2 tòa nhà được ủy thác với tổng diện tích sàn là 389m2 ở Đài Bắc. Các tài sản khác được Tổng thống báo cáo bao gồm 4,14 triệu đài tệ chứng khoán thương lượng, thu nhập 90.000 đài tệ mỗi tháng từ đất cho thuê, 1,1 triệu đài tệ đầu tư kinh doanh và thu nhập chưa được xác định từ bản quyền của 2 cuốn sách, báo cáo cho thấy. Bà Thái cũng đã khai báo một tài khoản ngân hàng được ủy thác cho một công ty luật có trị giá 119,43 triệu đài tệ. Số tiền được trao dựa trên số phiếu mà bà nhận được trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái. Báo cáo cho biết tiền từ tài khoản đã được bà chi cho chiến dịch tranh cử, quyên góp từ thiện và quyên góp cho nền tảng giáo dục của tổng thống. Theo dữ liệu của Ủy ban bầu cử Trung ương Đài Loan, bà Thái và Phó Tổng thống Lại Thanh Đức đã nhận được 245,1 triệu đài tệ tài trợ cho cuộc bầu cử công khai sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tối ngày hôm nay của Hành Trình Tương Lai. Tiếp theo, Phương Anh xin mời quý vị khán giả cùng đến với phần Nhân Sinh Cảm Ngộ. Thưa quý vị, Nhân Sinh Cảm Ngộ của buổi tối ngày hôm nay có chủ đề là Ăn nói từ tốn là biểu hiện của người có hàm dưỡng. Cuộc sống là một chiếc bập bênh, một đầu là tính khí, một đầu là phúc đức. Tính khí càng nóng nảy, phúc đức càng tiêu hao, tính khí càng thuần thiện, phúc đức lại càng bền lâu. Nước sâu thì chảy chậm, vì thế mà bình hòa. Người sang ăn nói thong thả, vì thế mà trở nên sâu sắc. Ăn nói từ tốn, ngữ khí bình hòa chính là một trong những biểu hiện đầu tiên của người có hàm dưỡng. Thái Căn Đàm viết rằng, tâm loạn thì trong tĩnh vẫn loạn, tâm tĩnh thì trong loạn vẫn tĩnh. Thực vậy, trong lòng luôn giữ được tĩnh khí thì dẫu là chung quanh có ngàn vạn đau thương cũng không thể làm rối loạn đến tâm can của bản thân mình. Các nhà tâm lý học đã chỉ ra rằng nếu như một người nóng nảy hấp tấp trong lòng gặp chuyện thì sẽ có xu hướng nói ra hết tâm can của mình, trong lòng kích động, nói đến cạn lời mới chịu dừng lại, mới có thể lắng nghe ý kiến của người khác. Vậy nên, muốn giải quyết vấn đề thấu triệt hoàn toàn thì trước tiên nên học cách giữ bình tĩnh, từ tốn lắng nghe tâm sự và chia sẻ của người đối diện. Ông trời cấp cho mỗi người một lượng phúc khí như nhau, có người vì nóng giận mà tiêu tan phúc khí rất mau, có người vì hàm dưỡng mà giữ gìn phúc khí trọn đời. Người tính khí càng tốt thì phúc khí càng nhiều, dùng tâm hòa nhã mà ngắm nhìn thế giới, lấy tâm thiện lương mà đối đãi với mọi người xung quanh, ít đi nóng vội, nhiều thêm khoan dung thì tự nhiên sẽ có thêm một phần phúc đức. Và đó là chủ đề của ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có suy nghĩ thế nào về phần Nhân Sinh Cảm Ngộ này? Xin hãy để lại cảm nhận của mình ở phần bình luận và có thể tìm hiểu thêm về những câu chuyện nhân sinh khác tại page và group trên Facebook của chúng tôi.
Và thưa quý vị, để có một cuộc sống bình an khỏe mạnh, Phương Anh đã tìm hiểu về nhiều phương pháp tăng cường sức khỏe khác nhau và khí công là một giải pháp rất hữu hiệu. Quý vị hãy thử tìm hiểu xem sao, vì qua trải nghiệm của Phương Anh, một khí công theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn này giúp chúng ta duy trì một sức khỏe tốt, một tinh thần ổn định, tâm thái bình hòa cũng như tăng sức đề kháng, có lợi ích về cả thể chất và tinh thần mà còn phù hợp với nhiều lứa tuổi. Quý vị có thể truy cập đường link có thông tin chi tiết chúng tôi để ở phần mô tả bên dưới mỗi video. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tiếp theo trên kênh Hành Trình Tương Lai.